Hôm nay sẽ giới thiệu với anh em một con loa phải nói là siêu mẫu, giống như ông em đang ngồi đây. Thế nào là siêu mẫu? Nó đẹp, nó sang và nó đẳng cấp. Đẳng cấp ở cái gì đây? Mời cái chân dài này dịch sang bên. Đấy, đây là đi du lúm vú. Đấy, có hai quả chung này to chà bá luôn. Và hai con chép này. Đấy, người mẫu mà gặp em nó cũng phải chào thua. Vì sao? Trước thì em hay giới thiệu các bác những con loa khủng long như thế này, nó uy lực. Bát nó khỏe. Bát nó khỏe. Nhưng hát nhạc vàng thì nó cực kỳ kém vì nó không có âm chung, thì con loa này nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu đấy. Anh nào hát bolero làm đâu đó khoảng vài xị rượu hay vài lon bia và người nó phê nó mệt mà muốn hát nhạc bolero vàng, nghe nhạc nhiều, thì con này vừa đánh được nhạc này, vừa hát bolero cực kỳ hay. Hai bát là hai bát 40. Chung của nó căng tay của em được 20 cm, thì các bác tự đánh giá con này chung của nó bao nhiêu nhá. Đây hai chép, đây hai chép này là hai chép. Đấy. Đấy, hai chép hút vào, không phải là lúng vú mà hút vào, là cái gì thì các bác tự đánh giá của em. Còn hai mic của nó, nhà sản xuất thiết kế rất là khôn ngoan. Này. Hai chép. Có con loa nào hai chép mà mic như này không? Hàng này thì nhà sản xuất người ta bảo là bảo hành cho các bác 1 năm. Em thì toàn mặc cả 1 năm em mới làm. Mic là hộp kim bằng sắt. Set được tần số, hát tránh ảnh hưởng nhà hàng xóm. Rồi, bo mạch thì có delay, reverb, echo, hai cổng mic, hai cổng guitar riêng biệt, ắc quy chạy 4 đến 5 giờ đồng hồ, bát đánh thì bao phê cho anh em nhá. Ok chưa? Anh em thích thì video sau tôi sẽ test cho anh em nghe thử chất lượng âm thanh như nào. Ok, chào anh em.